Thưa cha, là con được ơn chữa lành, con xin làm chứng cho má con. Con nói to đi, con nói to đi, con là tên gì ở đâu? Dạ con tên là Teresa Nguyễn Thị Mỹ Phương. Con ở quận 11, chỗ nhà thờ đá Vĩnh Hòa hả cha? Ở quận 11, nhà thờ gì? Thờ đá Vĩnh Hòa. Nhà thờ đá Vĩnh Hòa, xưa chúng tôi cũng dân lễ ở đó thường xuyên. Rồi con được ơn gì, nói to đi cho mọi người nghe. Dạ con được ơn chữa lành của Chúa là con xin làm chứng cho má con với em gái con với con. Dạ con được chứng má con là bị đau khớp gối mà đang điều trị ở trung tâm chỉnh hình đó, mà bác sĩ nói là uống thuốc nếu mà không hết đó, thì mổ, và nếu uống thuốc không hết thì mổ, mà má con uống nó vô thì nó càng đau thêm. Cái con mới giới thiệu má con xuống đây để cầu nguyện một chút thương xót, giờ má con uống không uống thuốc nữa, đi cầu nguyện thôi mà hết đau rồi, không hơi mổ nữa chưa. Để cho má con, để cho em con. Dạ, em con là em gái con là bị bệnh phụ khoa nha. Giờ bị viêm phụ khoa mà bác sĩ khám nói là bị nghi ngờ. Giờ bác sĩ mới làm sinh thiết. Rồi con mới em không có đạo với má không có đạo. Con thì lấy chồng theo đạo. Rồi con mới gửi tin nhắn cho cha là cha cầu nguyện cho em con. Rồi cái chừng mà lấy kết quả sinh thiết thì bác sĩ nó bình thường. Là hai người không có đạo, là má chị ấy không có đạo và em chị ấy không có đạo, còn chị ấy là người đạo theo. Con được tên gì? Con thì con hơn tháng 7 thì con bị bệnh, là con bị cái bướu trong ngực con á, bướu ở trong ngực con. Rồi con bác sĩ nói là cái xét nghiệm hai lần, bác sĩ nói là bướu này nó không tốt, nó đang lộn xộn trong đây nè, phải mổ ra làm sinh thiết mới biết kết quả cuối cùng. Rồi con cũng lo lắm, rồi con mới chồng con với con mới gửi tin nhắn cho cha nhà cha cầu nguyện. Rồi con cũng tới đây được cha đặt tay cầu nguyện cho con, rồi sinh thiết mổ xong rồi làm sinh thiết, rồi bác sĩ nói là muốn làm cho. Hallelujah. Cho em viết cao tất cả lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi cho con, mẹ con một cái máy nha. Bà không có đạo nhưng mà chắc bà cũng có thể nghe được. Bà đã đến đây rồi mà nha. Cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, để gửi tặng cho em gái của con cuốn sách Con đường tín thác, và gửi tặng cho con chàng chuỗi và cái quạt kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là lộc xuân cho má con, lộc xuân cho má con, lộc xuân cho em con, hai người không có đạo, và lộc xuân cho con, người đạo theo. Chú làm cho con. Dạ con xin tạ ơn Chúa, là cảm ơn cha và cộng đoàn, rất là cha đã hết lòng cho cầu nguyện cho con.